Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục ô tô dừng lại tại làn khẩn cấp đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để kiểm tra lốp nghi là bị giải đinh vít. Sự cố khiến cho nhiều tài xế gồm ô tô con, ô tô tải, xe khách đã phải dừng lại tại làn khẩn cấp để kiểm tra lốp xe. Người ghi lại clip nêu nghi vấn có người giải đinh vít trên đường. Được biết đoạn đường xảy ra sự việc gần nút giao cầu rẽ thuộc địa phận huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Nhiều tài xế gồm ô tô con, ô tô tải, xe khách đã phải dừng tại làn khẩn cấp để kiểm tra lốp. Liên quan đến sự việc, ông Phạm Văn Loan là giám đốc trung tâm điều hành giao thông tuyến cao tốc BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết, khoảng 6 giờ 5 phút cùng ngày tại km 209 700, có một phương tiện làm rơi bao tải nặng khoảng 20 kg bên trong chứa đinh vít bắn tường. Ngay khi nhận thông tin, trung tâm điều hành cao tốc tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cử lực lượng có mặt tại vị trí trên để kiểm tra, đồng thời sử dụng thiết bị nghiệp vụ để hút toàn bộ số đinh vít bị rơi vãi. Sau khoảng nửa tiếng giả soát, ghi nhận không còn đinh vít rơi vãi trên cao tốc Phan Vân Cầu Rẽ, các phương tiện lưu thông bình thường. Lực lượng chức năng vẫn sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát để kịp thời xử lý bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong khi những lùm xùm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân còn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ, thì mới đây khách hàng lại phát hiện dấu hiệu lạ ở trên giấy xác nhận thông tin của số dư tài khoản. Cụ thể thì theo giấy xác nhận này được khách hàng cung cấp, có chữ ký của Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân Bùi Thị Hoài Anh và được đóng dấu đỏ bởi MSB Thanh Xuân. Giấy xác nhận ghi ngày 7 tháng 10 năm 2023 thể hiện thông tin từ ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến mùng 5 tháng 10 năm 2023. Khách hàng có tổng cộng 12 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản với số dư lên đến 58,65 tỷ đồng. Theo văn bản này, các giao dịch gửi tiền vào tài khoản của khách hàng đều có thời hạn gửi 4 tuần, lãi suất được hào phóng chi trả là 6% một năm. Con số này vượt xa so với mức lãi suất khoảng 3,8% một năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng được ngân hàng MSB niêm yết vào tháng 10 năm 2023, thời điểm MSB Thanh Xuân cấp giấy xác nhận cho khách hàng. Điều đáng nói, mức lãi suất 6% một năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 4 tuần được áp dụng thực tế vượt xa so với mức lãi suất trần 4,75% một năm cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng theo quy định của ngân hàng nhà nước. Thưa quý vị và các bạn và cũng theo các chuyên gia ngân hàng, những vụ mất tiền thời gian qua không chỉ với MSB mà với nhiều ngân hàng khác đã đa phần là đều có những đặc điểm chung như là xảy ra đối với các khách VIP, những khách hàng có chế độ được các ngân hàng chăm sóc đặc biệt từ các công đoạn như là gửi tiền, rút tiền cho đến nhận quà tặng và lãi suất nên họ đã chủ quan dẫn đến dính bẫy lừa đảo. Thưa quý vị nhận tiền công 1,5 triệu đồng từ một đối tượng mang quốc tịch Campuchia, một người đàn ông trú tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã điều khiển xe máy đón người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép. Vâng và tuy nhiên thì người này đã không thực hiện được hành vi của mình vì bị các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Theo đó, ngày 27 tháng 3, đồn biên phòng Sông Trăng, bộ đội biên phòng tỉnh Long An tiếp nhận tin báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đơn vị đã tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Công an huyện Tân Hưng, phòng BA08, Công an tỉnh Long An và phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát tại đường tuần tra gần khu vực thuộc địa phận ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện tại bờ nam kênh Cái Cỏ về phía Việt Nam có hai đối tượng đang tìm đường sang Campuchia. Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại và tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra hai đối tượng khai tên Võ Văn Hậu sinh năm 1987 cùng một người đàn ông Trung Quốc sinh năm 1989. Đối tượng Võ Văn Hậu khai nhận khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 3, có người Campuchia điện thoại cho hậu, hai người quen nhau từ trước, đến thị trấn Tân Hưng đón người Trung Quốc đưa sang Campuchia với tiền công 1,5 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật ngày 30 tháng 3, lãnh đạo huyện Gò Công Đông, Tiền Giang xác nhận các cơ quan như Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Gò Công Đông và các xã ven biển thuộc huyện Gò Công Đông đang điều tra một lượng lớn các gói hàng lạ nghi là ma túy trôi giặt vào vùng biển Gò Công. Công an huyện Gò Công Đông đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và 40 túi ni lông cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang thụ lý theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 3, ông Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1975, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, đi nhặt ve chai tại khu vực đê biển Gò Công thì phát hiện một túi ni lông màu đen, nên mở ra xem thì phát hiện bên trong có chứa nhiều gói hình hộp chữ nhật, bên ngoài bọc kín bằng băng keo xám. Sau đó, ông Hiếu tiếp tục đi nhặt ve chai và đi về nhà. Đến khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 3, ông Hiếu tiếp tục đến khu vực trên để nhặt ve chai thì thấy các gói hình hộp chữ nhật vẫn còn nên đã lấy một gói đến cơ quan công an trình báo. Sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, Công an Tiền Giang cùng các lực lượng tại địa phương đến hiện trường tìm kiếm xung quanh. Bước đầu, cơ quan công an phát hiện có 40 gói hình chữ nhật, trọng lượng mỗi gói từ 1,1 tới 1,2 kg. Các gói này được bọc bằng ni lông với các màu xanh dương, xanh lá, đỏ và đen. Lực lượng chức năng kiểm tra bên trong các hộp thì những gói này đều chứa chất rắn dạng bột nghi là ma túy tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, bị ngạch cá chê đâm vào tay, vết thương tưởng chừng như đơn giản nhưng đã khiến cho người phụ nữ 57 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch. Hiện bệnh nhân nói trên đang được cấp cứu tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Khoa cấp cứu bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết tiếp nhận bệnh nhân nữ 57 tuổi ở Hưng Yên, làm nghề bán cá, có tiền sử viêm khớp dạng cấp nhiều năm và thường xuyên sử dụng thuốc nam. Bệnh nhân được cơ sở y tế khác chuyển đến với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết mô bào tay phải, tình trạng bệnh nặng, nguy cơ phải can thiệp xâm lấn. 7 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bị ngạnh cá chê đâm vào mô bàn tay. Sau một ngày, bệnh nhân bị sốt, phỏng nước vàng tại vùng bị tổn thương, đau nhiều, lan chóng lên vùng cánh cẳng tay phải. Để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên, bác sĩ khuyến cáo với bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch do sơ gan, tiểu đường, viêm cấp dạng thấp, đặc biệt là bệnh nhân đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, thuốc nam không rõ nguồn gốc, thì thường có nguy cơ suy giảm miễn dịch nặng hơn. Vâng và đối với những người bị suy giảm miễn dịch khi làm nghề có tiếp xúc với cá hay là chăm sóc động vật hoặc là môi trường nước thì phải đeo găng tay dày để có thể tránh xây xước, lây nhiễm vi khuẩn và khi bị xây xước thì không được chủ quan, phải tiến hành sát khuẩn ngay và nếu bị xây xước mà có những biểu hiện thì người dân phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Thưa quý vị, mới đây, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều cho biết tiếp nhận một bé trai 3 tuổi nhập viện do sốt cao, co giật không rõ nguyên nhân. Kết quả cấy kế máu thì phát hiện nhiễm khuẩn Francisella turarensis gây bệnh sốt thỏ. Đây là ca bệnh sốt thỏ đầu tiên được phát hiện tại trung tâm và đây cũng là căn bệnh hiếm gặp tại Việt Nam. Theo đó, bệnh nhi bị nhiễm khuẩn nặng, sốt thỏ kèm tổn thương thận cấp. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bé ổn định tiến triển tốt và đỡ sốt. Bệnh sốt thỏ là bệnh truyền nhiễm, lây truyền phổ biến nhất qua sự tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh. Con người có thể nhiễm Francisella tularensis do bị bọ ve và ruồi cắn hoặc tiếp xúc với dịch cơ thể của con vật mang vi khuẩn hay là hít phải các hạt siêu nhỏ chứng mầm bệnh. Bệnh cũng lây lan qua vết cào cắn. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, loét da, nổi hạch. Bệnh có nguy cơ biến chứng cao, có thể gây tử vong và hiện chưa có vaccine để phòng bệnh. Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo mọi người hạn chế tiếp xúc với động vật ốm chết. Những người nuôi thú cưng thì cũng cần phải chú ý, đặc biệt là khi nuôi mèo. Không được chạm vào động vật bị bệnh hoặc là động vật đã chết khi mà không mang găng tay bảo hộ. Cũng không được uống hay là sinh hoạt nguồn nước bị ô nhiễm hoặc là chưa được khởi sụp. Và khi trẻ sốt cao, co giật thì cần phải đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.